Rồi, mến chào quý cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh Đường Núi Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà hàng Nếp Quê đó, nằm ở địa chỉ là 101 đường Trần Thị Nhượng, phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Rồi, thì hôm nay mình có chuyến đi ăn cùng với cơ quan, sẵn tiện mình vô mình review luôn cái nhà hàng Nếp Quê trong mình trong là lòng thành phố này như thế nào cho các bạn xem ha. Thì như các bạn đã biết á, thì có xem á, một số cái kênh YouTube á, có cái nhà hàng Nếp Quê, nhà hàng nổi trên sông các bạn, sẽ chuyên về những món đồ đồng. Thì nhà hàng Nếp Quê ở đây thì nó cũng là chuyên về những món đồ đồng các bạn đó, và những cái loại thủy sản nè đó, các bạn có thể chọn ngay những cái loại thủy sản tươi sống để làm những món ăn cho các bạn luôn ha. Thì Nếp Quê chủ yếu là đặc sản của nó là chuyên về đồ đồng các bạn, như là các món như là cá tây tượng chiên xù nè, ốc nướng tiêu, hay là gao luộc thập cẩm, hay là nhiều cái món ăn từ miền quê của Việt Nam mình đó, rất đơn giản luôn ha. Rồi thì bây giờ Lúa sẽ review sơ về những cái đặc điểm của nhà hàng Nếp Quê này. Thì đây là những cái loại cá hải sản tươi sống, thì chúng ta có thể chọn ngay những cái loại cá này hoặc là những loại hải sản này để mình làm thực đơn trong cái bữa tiệc của mình ha. Đó, khi bước sâu vào bên trong thì do bọn mình đi ăn vào ngày dịp Tết các bạn, nên họ nhà hàng đã thiết kế một số cái tiểu cảnh để mình chụp hình Tết nè, như nhà lá, rồi một số cái nấm lá của miền Tây Nam Bộ, hành lá sen, và đây là toàn cảnh cái khung cảnh của cái nhà hàng Nếp Quê. Chủ yếu là nhà lá các bạn, thiết kế cũng rất rộng và rất đơn giản, nhìn rất đẹp mắt các bạn. Rồi thì hiện tại mấy anh em mình đang ngồi nhậu ở đây, và sẵn tiện có một số trò chơi rất thú vị mình xin chia sẻ đến cả nhà, và cả nhà theo dõi cái trò chơi của mấy anh em mình nha. Nếu thấy thú vị thì hãy đây ủng hộ mình nha. Mình bét là mình xong rồi mình uống cái nữa. Rồi bây giờ gì? Đưa trên đầu bàn đưa trước, đưa anh. Rồi bây giờ em chơi trọng đây rồi nè. Rồi, anh giọng cho dễ đi. Rồi, rồi bắt đầu. Hãy nhìn tôi nghe. Rồi, bắt đầu. Chút nè. Thôi giờ tôi bấm hai cái luôn nè. Rồi. Thấy dụ như người đầu trên tôi đâu. Chơi chưa xếp tay đầu tiên mà có xà ra quay thấy mặt vô. Ừ, đúng rồi. Có thể là khó cái chút lắm. Anh đây bay. Em đầu tiên em bấm mình hai cái một lần, cái người kế đến mà cơ hội nó dính nhiều hơn. Rồi đó về quá lắm đi. Một cái một mà. Chúng ăn rồi đúng không? Rồi, rồi một cái không sao kìa. Đây làm hết cái chặt đi, lỡ bây giờ. Thôi cái kia đi, lại đi. Bấm cái bờ luôn. Cái bờ. Để nhìn con Ngọc uống cái này. Anh Nguyễn anh thử thôi, bây giờ để anh làm thiệt cũng dính à. Lẹ đi. Ông Nguyễn hên ghê, bấm hai lần trúng hai lần đi chơi. Hay quá. Ngọc ơi, đúng rồi. Nhiều người sang uống mà em làm gì? Đó, đây, người nào thua rồi để cho cái người đó nó mở ra. Trời ơi, cái đi đâu? Ừ, để cho Ngọc. Đây nè, tới anh nè, em không có đục nữa nè. Để đó, anh mẹ uống đây. Rồi, thử làm gì nữa. Rồi tới đi tiếp đi. Ê, hãy hứa là kia không có bị gãy. Thầy Lâm này, thầy Lâm đừng quá. Thầy mốt đừng chết, thầy đừng xạo đừng bài à. Mẹ vô đi chạm bánh. Tái cụ Nguyệt. Lâu quá. Tới anh á. Em đầu tiên rồi mới tới anh. Rồi tới cụ bấm đi. Không chạy. Anh Nguyễn Nguyễn. Giờ để chị bấm rồi chị gỡ chị mà có uống rồi tính luôn.
không sao không sao vậy vậy cậu quen uống mà ủa đang đâu hả không sao qua Cắn con. Đúng rồi. Ấy uống xong phải không? Đen nè, chơi đi Đen. Thôi thôi uống nổi rồi. Để cho thầy. Thầy Lâm kìa. Thầy Lâm nãy giờ kìa. Đúng giờ cây chậm quá đâu uống được. Tới thầy Lâm nè. Đưa thầy Lâm đi. Hồi nãy giờ đợi. Thầy Lâm bấm đi. Hồi nãy chơi nguyên bàn đi. Đưa bàn vô. Bấm rồi nè, bấm nè. Gung tay rồi, bấm không nổi rồi nè, gung tay rồi kìa. Mới có hai con hả? Chưa. Bấm chưa? Bấm lẻ đấy. Trời ơi, hai con thầy cho là chúng Bấm lẻ. Oh my god. Trời thầy thương đệ tử dữ trời. Lo kìa. Vì quá lỡ nó vô thì uống được nhiều chứ giờ. Rồi rồi là vô là vô nè. Sao ta? Em bé thẻ móng nguyên bản. Cơ hội chúng là mấy cái ngón gần cửa là ok. Này nè. Mệt quá. Nãy giờ mình không có luôn. Bám. Rồi không sao. Tới cậu luôn rồi. Trời. Tới cậu luôn rồi. Đâu dạ nhậu sặc bó cam đi. Cái bên. Cái bên này vậy. Ai cái đó bảo đi, bán đi. Ông Nguyễn ăn được cái đó bấm trả tiền nha. Lỗ. Ai cái đó bấm lại, cái này bấm lại. Ai cái đó bấm lại, bấm lại. Rồi. Ai thoát bài thôi, cậu thoát bài. Tao biết tiền nha. Chúc mừng chị giao đó. Chúng tôi cùng đi. Mày ngồi đi. Tao uống đi chị giao.